Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft chuyển sinh thành Slime. Hiện tại thì mình có thể di chuyển rất là nhanh đúng không, để né đòn những cái con cướp dân làng phía sau kìa. Lý do mình có được tốc độ cao như vậy là do mình đang luyện một cái kỹ năng tên là Berserker. Mình đã farm được rất là nhiều linh hồn rồi, thế nên bây giờ Berserker nó đã cho mình những hiệu ứng như là nhảy cao cấp độ 5 nè, tốc độ cấp độ 9, sức mạnh cấp độ 5 luôn, kháng cự nữa và đào nhanh luôn. Thế nên bây giờ cái việc di chuyển của mình nó rất là đơn giản ha. Nó lạng qua lạng lại để né những cái tên cướp dân làng này, easy luôn. Đấy. Ngoài ra thì tốc độ đánh rất là nhanh, không biết là mình có thể đương đầu lại với cái con ọt thảm họa chưa nữa. Mình luyện cái kỹ năng Berserker này là để phục hồi cái con ọt thảm họa đó đó. Mà hơn chỗ là mình tìm được một cái khu vực tháp canh của những con cướp dân làng nè, nên nó spawn xung quanh chỗ này rất là nhiều. Tha hồ mà farm luôn. Đấy. Và mình đã farm tới 807 rồi hả ta? Không biết là có nên đi về không đó. Ở đây còn một con nữa nè. Con này có cờ hiệu luôn. Ủa mình nhìn nhầm hả? Ôi chắc mình nhìn nhầm rồi. Nè, em cáo tuyết hôm bữa mình gặp vẫn còn ở đây. Ui, em mới săn được một con gà hay sao kìa. Còn gặm một cái miếng đùi gà trên người á. Mấy con này bắn hoài. Hôm nay chắc luyện tới đây thôi. Còn ngoài này nữa. Luyện cho nó luôn. Vô. Luyện nó. Rồi. Và mình sẽ thử chiến đấu với cái người cũng chuyển sinh giống như mình nè. Mình sẽ gắn cái kỹ năng body armor vô đây, mình mặc giáp vô chiến đấu cho tốt. Bây giờ mình đánh có 2 hit là cái người chiến sinh kia đi luôn rồi. Đúng là cà phê mạnh dữ thiệt chứ. Không muốn công mình ngồi mình luyện. Hợp lý thế ta. Thôi, giờ thì mình đi về đây. Với cái tốc độ này thì mình về nhà cũng không có tốn quá nhiều thời gian đâu. Bữa nào rảnh qua đó farm tiếp. Còn bây giờ thì mình sẽ về nhà. Ôi mấy em này có đói chưa ta? Hình như mấy em chó sói đây không có cần ăn hay sao á. Mình không thấy có cái thanh. Ui, cái này là đang chế độ follow. Thôi ở chế độ ngồi đi. Hình như là mấy em này không được mặc giáp nè, rồi không cần cho ăn luôn, hơi tiếc ha. Ấy chi mà được mặc giáp thì thế nào mình cũng đầu tư cho hai em này mỗi em một cái bộ giáp kim cương á. Rồi, và trong ngày hôm nay thì mình sẽ tận dụng số da cứng mà mình farm từ những con bò nè, cũng như là da thuộc, để mình làm một bộ giáp hoàn toàn mới cho mình ha. Mình sẽ làm đầu tiên là cái áo trước đi. Cái áo da cứng nè, mình sẽ cần có da ở hai bên, da bò ở giữa là được cái áo nè. Đấy, tới cái quần. Cái quần thì cần da cứng ở trên và da bò ở dưới. Xong, và cuối cùng là một cái đôi ủng thôi. Đây, vậy là mình đã được cái set đồ này rồi. Hình như cái mặt nạ này mình phải chinh phục một, đánh bại một cái con mốt nữa để mình có được á. Nhưng mà bây giờ mình chưa gặp nên mình không có thể đánh được á. Thôi, tạm thời thì mình sẽ mặc cái set đồ này vô ha. Đấy, set đồ này quá đẹp luôn. Cái này chắc mình sẽ kết hợp thêm với cái nón kim cương đi. Mình đầu tư thêm một cái nón kim cương ha. Đây, nón kim cương. Ôi, tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Thiệt luôn á. Tay nhanh hơn não rồi. Cái tay chưa kịp đụng vô cái nón nữa là chụp cái quần, cái ủng rồi. Đúng là tay nhanh hơn não quá à. Rồi, mặc set đồ này vô nhìn cũng khá là đẹp trai rồi đó. Nó không có tông xẹp tông cho lắm. Nhưng mà hơi kệ, không sao đâu. Cái set đồ này làm khá là hạt dẻ luôn. Và mình sẽ cường hóa lên một xíu để đảm bảo là set đồ này có thêm dòng chậm hỏng dùng cho nó lâu nè. Và có thêm một chút bảo vệ nữa để mình có thể trâu bò hơn á. Vô. Đầu tiên mình sẽ cường hóa cái áo trước. Chậm hỏng hả? Bảo vệ 3. Ok, mình sẽ ưu tiên chậm hỏng đi. Tại vì set đồ này nó không có độ bền cao đâu. Ồ, có được bảo vệ 3 luôn nè. Tốt. Ổn bảo vệ 3. Bảo vệ coi lửa, lấy bảo vệ thôi. Ồ, không có chậm hỏng rồi, tiếc vậy. Ui. cái quần xịn nè, quần bảo vệ 4 luôn nè. Nón có bảo vệ khỏi lửa.
Mình nghĩ là mình nên tách cái ổn ra để mình enchant lại đấy. Cái ổn mình enchant đến khi nào mà nó có full bảo vệ thì thôi. Full bảo vệ với chậm hỏng ấy. Này này lần này có chậm hỏng nè, mong là có bảo vệ nha. Nó cho mình sải bước dưới nước với bảo vệ khỏi lửa à. Thôi kệ đi, có chậm hỏng thì mình giữ luôn. Thôi tạm giờ thôi mình sẽ gác qua cái chuyện enchant nón đi. Mình sẽ chế tạo vũ khí. Hôm nay thì mình sẽ cần làm một cái vũ khí, nó cần tốn một chút sắt nè. À, một chút que và một chút cái túi mực để mình lợi cái khúc sông này, coi coi mình có con mực nào xuất hiện không. Mình cần phải farm những con mực. Đây đây đây, có mực luôn, có mực luôn. Ấy, ở đây đây. Farm mực. Mình được hai túi mực hả ta? Hai túi mực đủ chưa nhỉ? Hai túi mực. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Yes, về nhà chế tạo thôi. Và hồi nãy mình cũng đã vừa tiết lộ cái vũ khí mình định chế tạo rồi. Đó chính là một cái rìu chuyền để mình chiến đấu với cái con ọt á. Tại vì trận chiến trước thì mình dùng kiếm, mà kiếm thì không có tăng đam lên con ọt đó. Chỉ có cây rìu chuyên dụng thì mới tăng đam thôi. Nên hôm nay mình sẽ mở cái bàn chế tạo này lên. Ôi, để mình coi công thức cái đã. Công thức của nó là 1, 2, 3, 4, 4 que. Rồi, ok, mình nhớ rồi. Cái bàn chế tạo đâu rồi ta? Lộn lộn lộn. Úi, lộn tiếp. Đây đây, cái này mới đúng. Ủa đúng không nhỉ? Grill. Đúng 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 rồi. Sắt mình sẽ đặt theo công thức giống như vậy, mình bao bọc lại. Đó. Que mình sẽ để ở dưới ha, và túi mực mình sẽ cho vô chính giữa. Là mình Ui, mày biết mình sai chỗ nào rồi, túi mực mình chưa đổi ra thành bột nhuộm. Mèn đét ơi, hàng gì làm nó tầm bậy tầm bạ không mà không có ra được. Đây, lần này làm lại nè. Rồi, công thức thì vẫn như cũ ha. Thiếu que thôi. Ten ten. Mình sẽ được một cái cây rìu chuyên đánh ọt. Và cái rìu này hình như có thể cường hóa được luôn hay sao ấy. Không biết có cho cường hóa sắc bén không. Ôi, nó cho cường hóa hiệu suất hả? Nó không có cho cường hóa sắc bén hả? Gia tài sửa chữa. Ơi, có cho ép sắc bén nè. Mình thử men chan coi. Ui, nó cao hiệu suất luôn ạ. Hiền gì fan, thôi cho thêm dòng gì đi. Mình đem cái này lên trên luôn đi, mệt quá. Mỗi lần muốn tách cái lên xuống, chóng hết cả mặt. Đây. Lần này thì mình sẽ enchant lại. Hiệu suất nữa này. Cho sắc bén đi mà. Sao hiệu suất không vậy? Cho xíu sắc bén đi. Enchant cái nón luôn. Sắc bén. Gia tài, no. Cho sắc bén đi, làm ơn. Hiệu suất nữa nè. Chắc là mình tách cái kiếm ra luôn quá. Thiệt luôn á. Ui giời ơi, nó không có nổi sắc bén rồi. Chắc mình vác cái cây này mình đánh nhau luôn quá. Chứ em chanh như vậy biết một hồi là hết sạch kinh nghiệm, mà hết lưu ly luôn cũng không ra nổi ấy. Rồi, hôm nay vũ khí mình chiến đấu bao gồm là một cây rìu đánh ọt. Đó. Bình thường cây rìu đánh lâu lắm đúng không? Nhưng mà mình luyện berserker á nên có cái khả năng đánh nhanh. Đào nhanh á, mình đánh rất là nhanh luôn nè. Wow. Như vậy thì cây rìu nó đâu khác cây kiếm là mấy đâu. Quá xịn luôn. Rồi, vác cây rìu này và thủ tiêu cái con ọt đã sát hại những cái người đệ tử mà mình thu phục thôi nào. Những người đệ tử đã hy sinh, hôm nay ta sẽ trả thù cho những người anh em đó. Giờ thì mình sẽ đi lại cái vùng sa mạc lần trước ha. Nó cũng khá là xa nhà mình đấy chứ. Rồi, đi thôi. Mình tận dụng kỹ năng Phantom Step để mình đi qua đây cho nó nhanh này. Giờ thì mình sẽ tắt kỹ năng Phantom Step đi. Đâu rồi, Phantom Step rồi. Đây. Tắt đi cái đã. Xong. Trả lại kỹ năng Predator để có gì mình còn hấp thụ. Nếu như mình có thể đánh bại được cái con ọt thảm họa này ha. Và lần trước hắn ở đâu ta? Mình không nhớ rõ vị trí của hắn lắm. Đây đây đây. Mình thấy đòn tấn công của hắn rồi. Đen đen. Ui ui. What the hell. Hơi căng nha.
Hắn đâu rồi? Ui hắn dưới này, hắn dưới này. Kích hoạt Berserker lên. Rồi mình sẽ cố gắng thử dùng hơi thở tê liệt mình đánh hắn. Ui ui. Hắn không bị tê liệt. Cái kỹ năng hơi thở tê liệt của mình vô dụng với hắn luôn. Wow. Và cái tên này có một cái đặc điểm là ví dụ mà hắn thấp máu đúng không, hắn sẽ ăn thịt những cái con ọt nhỏ này để hắn hồi phục lại. Rất là độc ác luôn. Nên bây giờ mình sẽ tiêu diệt những con ọt nhỏ này, tránh trường hợp hắn ăn thịt để hắn hồi phục lại. Ui nó lại spawn ra thêm kìa. Hắn biết đẻ ra những cái con ọt này nè. Khó chịu thật. Mình đánh hắn nè. Đó đó đó. Bây giờ mình đánh bắt đầu thốn hắn rồi. Mình sẽ dùng cây rìu mình đánh hắn luôn. Đó. Hắn lại hồi phục tiếp cơ. Hắn hồi phục rất là nhanh nha. Ui dùi. Ghê thiệt. Mình dùng rìu có vẻ không hiệu quả lắm bằng dùng kiếm á. Thấy vậy chứ dùng kiếm vẫn quýnh được hắn nhiều máu cơ. Giờ mình phải tranh thủ mình hồi phục cái đã. Rồi mình hồi phục hắn cũng hồi phục được luôn. Ui no. Còn mình đi dưới nước kìa như hách vậy đó. Ui da. Khó rồi, khó rồi. Hơi thở tê liệt không tê liệt được hắn nữa chứ. Nè. Bình thường là tê liệt được mấy con khác rồi đó. Mà riêng hắn thì không tê liệt nổi. Ui bây giờ còn tên nào nữa đây. Cái tên chiến sinh này đừng có cà khịa ta. Ta đang đánh nhau với boss mọi người còn lại cà khịa ta nữa. Ui mình được, mình hấp thụ được kỹ năng trái tim sư tử Lion Heart. Mình sẽ gắn vô thử coi kỹ năng nó nằm đâu vậy. Lion Heart gắn vô luôn. You can only you this skill while fighting against a strong opponent. Con này mạnh rồi, cho dùng trái tim sư tử đi. A few moments later. Bây giờ làm liều nha. Ăn một trái táo vô. Tấn công hắn, tấn công hắn hay 3 hit. Một trái táo là tấn công hắn được 3 hit đó. Cố lên, cố lên. 1 2 3. Có rồi, có cách rồi, có cách rồi. Một trái táo là đánh hắn. 1 2 3. Ui nó hồi máu kìa. Con ọt này hồi máu hơi bị nhanh luôn á. 1 2 3. Vẫn không đủ đam. Hồ máu luôn. Đó đấy, mình bắt đầu kéo rỉa hắn được 1/3 máu rồi. Cố lên. 1 2. Ui lần này đánh 2 cái thôi. Mình phải để ý lượng máu của mình cái đã chứ không có đánh cố được. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Bể giáp rồi. Không. Sức tàn phá của hắn rất là khủng khiếp luôn, kéo đi gần hết độ bền cái giáp mình mới chế tạo rồi. Kinh khủng thật. Mình phải làm một cái bộ giáp mới thôi. Lần này chắc mình mặc giáp kim. Ui giáp kim cương cũng muốn hư luôn rồi nè. Tốn kém thiệt luôn á. Đánh với con này chắc thủ mấy cái bộ giáp. May ra còn kịp á. Mình sẽ làm thêm cái áo với cái quần mới. Cái ổn mình hư luôn rồi. Oh my god. Sẽ cứ sửa như vậy cho nó tiết kiệm ha. Riêng cái nón thì mình phải làm một cái nón kim cương mới rồi. Quá là tốn kém luôn á. Chỉ vì một con boss thôi mà mình lại khổ đến như vậy. Còn thiếu cái ổng nào mình làm nốt cái ổng luôn. Đây cái ổng thì chắc mình sẽ cường hóa thử. Ui nói thật đánh nhau với con boss này khó xơi thật luôn á. Ý là mình biết mình yếu rồi nên mình đã tích cực rèn luyện Berserker cho mạnh lên đó. Mà cũng không si nhê luôn. Quá là khủng khiếp. Thôi chắc mình phải trở lại đằng kia để tiếp tục chiến đấu đây. Kiếm mình cũng gần hư nữa rồi nè. Thôi xong rồi. Chắc phải làm thêm một cây kiếm nữa. Mình sợ là đang đánh nhau á. Boss gần chết gần hư kiểu như là thiếu kiếm á. Thì tiếc lắm. Đây mình sẽ làm thêm cái quặng này. Magic Steel nè. Và sau đó mình sẽ lấy thêm vàng với sắt ra. 4 vàng, 4 sắt. Cả que nữa. Rồi. Làm thanh kiếm thôi. Cho vô cái bàn này.
Xong rồi đó, lần này mình đã đầu tư hết mình rồi đó. Mà không chinh phục được con boss này là buồn lắm luôn ấy. Mình nên sửa lại cái kiếm cũ đi, tại vì cái kiếm cũ nó có sắc bén ấy. Tốt hơn. Rồi. Lần này ta sẽ comeback và quyết tâm phải tiêu diệt được ngươi, cái tên ọt thám quả kia. Cay nó lắm rồi đó. Ăn trái táo vô quýnh nó hai cái, ba cái xong rồi chuồn. Quýnh ba cái xong chuồn. Bình tĩnh, bình tĩnh lại, kích hoạt bên sơ cơ chưa? À kích hoạt rồi, kích hoạt rồi. Ờ quên, ăn trái táo nữa. Đánh nhanh lúc gọn. Đánh nhanh lúc gọn. Ow. 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 Ui dù. Con này khốn kiếp thật. Nó cho mình một cái hiệu ứng xấu gì đó. Mình thấy rất là khó chịu luôn. Quýnh nó nè. Kìa kìa, nó quýnh mình ba cái kìa. Muốn xỉu luôn ấy. Mình đã bật kích hoạt trái tim sư tử lên rồi. Không biết trái tim sư tử nó cho mình cái hiệu ứng gì không nữa. Nhưng mà cứ bật trái tim sư tử lên thôi. Một nè, hai nè, ba nè. Ui, nó ăn thịt con xương rồi kìa, thấy không? Ui, con xương mà nó ăn thịt một cái một hả? Con đúng là ọt thắm quá. Nó không chừa bất kỳ con nào đâu. Này thì á. Ôi xời quá. Để nó triệu hồi mấy con đàn em của nó ra đánh mình coi. Một cái. Ui. Tiếc là mình không. Những cái kỹ năng tấn công tầm xa của mình á, thường là nó sẽ tốn rất là nhiều ma lực mà không kéo được nhiều máu ấy. Nên mình toàn là phải đánh cận chiến để kéo rỉa nó máu đó thôi. Phân nửa máu của nó rồi kìa. Cố lên, cố lên. Chặt nó. Hai chặt rồi. Ba chặt nè. Cố lý, cố lý. Cố lên, không được bỏ cuộc. Một chặt nè. Hai chặt nè. Ba chặt nè. Vì mối thù của những người anh em đã hy sinh, mình phải cố lên. Chặt tiếp. Chặt tiếp nè. Ui, nó ăn thịt chứ chưa. Nó ăn thịt đàn em của nó cơ. Khốn kiếp thật. Phải mình mà có năng lực giống như nó thì ngon. Mình dẫn theo đàn em để mình ăn thịt, để mình tăng tiến sức mạnh, mình xử nó. Ờ mà không được. Nếu mà như vậy thì mình sẽ giống nó mất. Mình phải là mình. Không được bắt chước cái con ọt thám quả này. Mình không thể ăn thịt đàn em của mình được. Con chó kia, con chó sói kia thế nào họ cũng bị nó ăn thịt cho xem. Nó yếu máu là con gì nó cũng ăn đấy. Chạy đi cưng. Rồi bể ghiều luôn rồi. Ôi không. Bể cái rìu của mình rồi. Mình phải thủ tiêu con chó sói này trước đã. Cay quá. Mình muốn đánh nó mà kiểu không đánh được ấy. Sắp lá ca. Vô. Đánh ngừng cái nữa nè. Cô lý. Lần này cái rỉa được nhiều máu rồi. Đánh nè. Cố lên. Gần được rồi. Đánh người nè. Khô máu luôn. Yes. Thành công. Mình cuối cùng cũng đã tiêu diệt được cái con ọt thám quả để trả thù cho tất cả những người anh em đã hy sinh rồi. Khốn kiếp thật. Công sức mình bỏ ra cũng đã được đền đáp rồi. Và mình đã kiểu như là hình như là một cái thành tựu gì đây. You gonna be a demon lord. Chú quỷ hả? What? Hình như mình mới hấp thụ được một kỹ năng mới hay sao ấy. Nè, hai kỹ năng mới luôn. Một cái là Starved, còn một cái là Gluttony. Còn kỹ năng nào nữa không? Mình kiểm tra trong vòng coi mình còn hấp thụ được kỹ năng nào không. Hồi nãy mình thấy nó hiện lên nhiều lắm. Bên đây không còn. Bên đây còn cái nào không? Ui, để mình thử mình coi thông tin hai cái kỹ năng này xem như thế nào nha. Hình như hai cái còn lại là hai cái thành tựu á. Starved với Gluttony nè. Để bây giờ mình sẽ gắn kỹ năng Gluttony này vô ha. Giống như cái con ọt thám quả đó, hình như là mình có thể. Đó. Mình phá hủy được block nè. Ồ, cái kỹ năng này đi mai hết sảy luôn á. Mình thử mình. Wow. Mình đi sâu xuống tít dưới lòng đất luôn nè. Nhưng mà nó tốn khá là nhiều ma lực của mình á. Ôi trời. Ngẫm lúc ổ gì ở kìa.
sau khi mà đánh bại cái con ọt thảm họa thì mình hấp thụ được hai kỹ năng, mà một trong hai là một kỹ năng có thể phá hủy được block ha, hay nói cách thô thiển hơn là đi ăn cái block luôn. Nghe nó hơi đáng sợ thiệt. Nhưng mà sau khi đánh bại được cái con đó thì trong tương lai mình có thể farm thêm những cái linh hồn nữa để mình thực hiện một cái nghi thức biến thành chú quỷ và tăng tiến sức mạnh hơn nữa. Ngoài cái việc biến thành chú quỷ thì trong đây mình còn có thể chuyển sinh thành rất là nhiều những cái tộc khác. Mình theo như mình biết á, thì có tộc thằn lằn nè, tộc ọt nè, rồi còn một số tộc khác nữa. Chắc sắp tới mình sẽ tiến hành mình biến từ từ hết luôn á, kiểu mình chuyển sinh thành từng loại luôn ha. Coi mỗi loại nó sẽ có những cái ưu nhược điểm gì và nó có những cái gì hay á. Dự định của mình là vậy. Và bây giờ mình sẽ trở lại cái cánh cổng này để mình đi qua bên kia coi. Qua đây để mình tìm kiếm thêm một vài cái con, trong đó có con gát nữa. Tại vì con gát mình chưa có farm được. Mình muốn test thử coi con gát á, mình có thể hấp thụ được kỹ năng gì từ nó, rất là tò mò luôn. Thế nên là hôm nay sẽ có một chuyến trở lại địa ngục để săn tìm con gát đó. Và lúc không cần thiết thì chắc mình sẽ tắt cái kỹ năng Berserker đi, để nó đỡ tốn cái ma lực của mình hơn. Cái ma lực của mình khi mà bật lên không khi nào mà nó lên nổi luôn á. Tại vì nó hút rất là nhiều ma lực luôn. Nó tăng tiến sức mạnh cho mình mà. Ui. Nên không cần thì mình cứ tắt nó đi. Còn về vấn đề cái con gát thì chắc tìm hơi khó đây. Từ bữa mà mình biết được cái bên này á là thế giới địa ngục thì mình chưa bao giờ gặp được con gát luôn. Nhỏ tới vậy luôn á. Để coi hôm nay mình có may mắn hơn hay không nha. Ê? Mình thấy con Sugar luôn nè. Thì mình đáp xuống đây coi. Không biết là mình... Ồ, nó tấn công mình. Láo tét. Mình đang có kỹ năng Predator đúng không? Mình sẽ thử tấn công bằng cái kỹ năng ấy. Cái kỹ năng mới học này nè. Ôi, mình có gắn chưa ta? Hình như mình chưa gắn kỹ năng mới học vô. Glutony để mình... bật không kịp rồi. Tầm này là phải giết nó thôi. Không kịp bật rồi. Mở lên. Mình sẽ tiêu diệt nó. Con Sugar không cho mình hấp thụ kỹ năng gì hết. Buồn vậy. Mới gặp nó mà không cho hấp thụ kỹ năng gì hết luôn. Buồn hiểu luôn. Cứ tưởng là hấp thụ được kỹ năng gì xịn sò từ nó lắm chứ. Đúng là mình tính tức quốc à. Thôi đi tiếp đi, săn cái con gát thôi nè. Mà không hiểu sao con gát nó núp kỹ thế nhờ. Bình thường á, mình qua đây là kiểu gì nó cũng phải la lên. Cái thứ mình cũng biết được mình tìm, lần này im ru luôn, không nghe nó la một tiếng luôn. Được ấy, núp thì núp kỹ luôn nha cưng. Anh mà tìm được cưng ha, cái cung này nè. Bắn vô cái mỏ cưng liền luôn. Ui sợ quá. Anh hơi bị nóng. Thôi gáy gì, gáy tới đó thôi. Giờ đi tìm nó nữa nè, không có tìm được nó mà cứ ngồi gáy thì biết chừng nào mà hấp thụ được kỹ năng từ gát đây. Không biết có kỹ năng để hấp thụ hay không nữa đây này. Mình nghi là giống con Sugar á, tiêu diệt xong mà không có hấp thụ được kỹ năng gì hết là buồn luôn á. Vừa buồn mà vừa quê luôn. À, đây rồi. Chạy đâu cưng ơi. Cuối cùng mình cũng đã thấy con gát này rồi. Và bây giờ làm sao để đánh cận chiến cho nó chết vậy ta? Ủa mà phía trên nó còn có những con gì ấy? Ê khoan. Từ từ mình thấy nhìn... Oh shit. Gớt rồi. Ui gớt sâu quá. Mình thấy ở trên nóc của địa ngục á, nó có con gì nữa kìa. Mình phải lên đó mình kiểm tra mới được. Có cánh. Nhỏ nhỏ. Biết bay. Ui. Thiệt luôn á, phóng tơ nhện kiểu này chết luôn rồi, gầu gách bay mất tiêu luôn. Kìa, cái con gì bay bay kìa. Gầu gách rồi. Ôi mà gách, thiệt luôn á. Con heo này. Hôm nay không có hiện nha. Hôm nay nóng tính lắm nha. Gầu luôn, gách bay mất tiêu luôn. Thiệt luôn á trời.
Mất cơ hội rồi, mất hết một cơ hội rồi. Để mình coi coi cái con bay bay đó là con gì á. Nhìn thấy ghê quá à. Giống như một con rồng vậy á. Để mình tiêu diệt thử nha. Ôi bắn xuyên qua luôn kìa. Hình như nó bị nhiễm với cung rồi. À, bắn trúng nè. Vậy là nãy giờ mình bắn hụt chứ không phải là nó bắn xuyên đâu. Bắn hụt mà. Bên đây mình thấy con. Ủa nó bay đâu rồi? Mới thấy đâu bay đâu mất tiêu rồi. Bắn tiếp. Đó 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 đó. Úi. Sao lạ vậy ta? Bay qua, bay qua. Mình ví dụ mình không tìm được gác thì mình ít ra mình cũng tìm được một cái con mới. Lần đầu mình gặp luôn. Đã thiệt. Kìa. Ui càng lên gần càng thấy nó đẹp ấy. Ôi mất tiêu rồi. Ủa mình gặp ảo giác hả? Ủa mình có gặp ảo giác không vậy? Ủa rõ ràng mình thấy mà. Sao lại gần cái nó mất tiêu rồi? Là sao? Ủa chuyện gì vừa xảy ra vậy? Có vụ này luôn. Rõ ràng là mình thấy mà. Hồi nãy gách cũng mất tiêu như giống như vậy. Còn cái con kia cũng bị gan luôn. À đây rồi cuối cùng mình cũng gặp một con đứng gần. Ui con này là con Salamander. À, tấn công mình luôn. Láo bật bật Berserker lên mình đánh nó một cái được tiêu diệt nó liền. Mình đã hấp thụ được một cái kỹ năng bên nguyên tố lửa rồi kìa. Flame Breath là hơi thở lửa. Đây đây hơi thở lửa gắn vô xài liền. Còn một con đây nữa, test thử luôn. Từ 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 từ. Hơi thở lửa thử xem, đâu nó đâu rồi. Đó 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 mình thở cái lửa kìa. Đã nha. Đốt nó nè, đốt nó bằng hơi thở lửa luôn. Không dùng kiếm nữa, dùng thử hơi thở lửa tiêu diệt nó coi. Có rơi ra đồ không? Hơi thở lửa khá là mạnh ha. Ui, mà đừng có rớt xuống lava giùm. Rồi. Nó sẽ cho mình que quỷ lửa. Con Salamander này cho mình que quỷ lửa ha. Và một chút búa địa ngục nè. Ngon quá chứ. Tự nhiên hấp thụ được một kỹ năng bên nguyên tố lửa luôn. Bây giờ mình còn một kỹ năng bên nguyên tố lửa nữa. Hơi thở lửa mình sẽ tiến lên là hơi thở sấm sét hả ta, là cao cấp hơn. Không biết làm sao đi hấp thụ được hơi thở sấm sét đây, tò mò quá. Vậy là hôm nay mình không tuy không có săn được gas nha, nhưng mà săn săn được cái con Salamander này thì cũng ngon rồi đấy chứ. Vậy là hôm nào hồi nãy mình cứ tưởng mình bị hoa mắt chóng mặt buồn nôn không à. Tại vì mình bắn nó lại gần xong thì nó mất tiêu à, không biết là nó đi vô phương trời nào luôn. Rồi mình sẽ test thử hơi thở lửa cái coi. Đó. Tiệt của mèo. Một kỹ năng mới bên nguyên tố lửa quá đã luôn. Nướng heo tôi. Nướng heo. Bữa nay mình nha. Nướng 5-6 con heo ăn mừng. 5-6 con heo ăn mừng luôn. Cho các người chết cháy luôn. Nướng heo. Nướng hết luôn. Gần cạn ma lực coi. Mình phải gán nướng cho xong cái đàn heo này mới được. Chín chưa? Đây rồi, thịt heo chín đây rồi. Quá đã luôn. Được mấy miếng? 6 miếng. Thêm con này nữa. Mấy miếng đây? 12 miếng thịt heo chín. Có kỹ năng lửa là bên nguyên tố lửa là tận dụng liền, đi nướng thịt liền. Sau chuyến khám phá ngày hôm nay thì mình cũng đã phục thù được mối thù với cái con ọt chút ọt thảm họa rồi ha, trả thù cho những người anh em đã hy sinh. Đồng thời mình còn hấp thụ được một kỹ năng bên nguyên tố lửa cực kỳ mới, đó chính là hơi thở lửa. Trong tương lai mình sẽ gán tìm một cái con nào đó để mình hấp thụ kỹ năng xịn hơn, đó là hơi thở sấm sét, coi coi nó có thực sự mạnh hơn hay không ha. Và nói chung thì tuy mất con gát hơi tiếc thật đó, nhưng mà trong những chuyến gấp sau mình sẽ gán tìm lại và thử tiêu diệt con gát xem như thế nào ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.